Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào cả nhà và luôn nha. Thì hôm nay mình đi khảo sát thêm một đoạn đường ở khu phố 14 thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nha cả nhà mình. Đó thì cuối cái đoạn đường bê tông thì là đoạn đường đất. Đường đất thì mình biết rồi, nó không có chất lượng bằng cái đường bê tông được. Đó thì mưa gió thì nó cũng trở nên sình lầy và rất là bẩn luôn. Đó, thì mình hôm qua mình cũng mới quyên góp được đổ được một xe đã cấp phối ở đây, thì một xe thì cũng không ăn thua gì. Đó, đây nè, rất là lầy lội luôn, một xe thì cũng không ăn thua gì đâu. Đó, rất là lầy lội luôn. Giờ cái này cũng khoảng là tầm 20 xe mới bồi được, tại vì mình rải cái lớp đá cấp phối này thì nó sẽ chắc hơn. Đó, nhìn rất là ấy luôn. Và tiếp tục ở đây nè, đoạn này thì chắc cũng khoảng có tầm 70 mét đó nha mình, tầm 70 mét. Thì mình cũng sẽ cố gắng, nói chung mà sẽ hữu duyên thôi, nếu mà hữu duyên mình có nguồn kinh phí thì mình sẽ hỗ trợ cho bà con khu này nó xong. Chỉ còn đoạn này nữa này, nước băng qua đường thì nó sôi nó ngon. Đoạn này khoảng có tầm 3 xe, đoạn kia có tầm 10 xe nữa, tầm 10 mấy xe nữa, nhưng mà đá cấp phối chứ còn mà đất thì nó cũng không ăn thua. Giờ chỉ mình chỉ ấy đá cấp phối nó là ok thôi.